thịt bò Mỹ nhập khẩu là thực phẩm cao cấp, giàu giá trị dinh dưỡng, nhiều chất thiết yếu như sắt, kẽm, vitamin và một lượng calo. Thịt bò Mỹ rất thơm ngon. Từ nguyên liệu này, chúng ta có thể tạo ra nhiều món ăn khác nhau với hương vị thơm ngọt đặc trưng như bò Mỹ nướng, chiên hoặc quay bít tết. Tuy nhiên, để tăng hương vị thơm ngon, bổ dưỡng cho món ăn, chúng ta có thể biến tấu thành món bò Mỹ nấu nho tươi. Đây là món ăn giàu đạm và vitamin với vị thanh chua của nho hòa quyện với vị ngọt mềm của thịt bò Mỹ tạo cho bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn. Thịt bò Mỹ là nguồn cung cấp vitamin B dồi dào giúp thúc đẩy cơ thể khỏe mạnh. Trong thịt bò Mỹ có rất nhiều vitamin B12, B6. Vitamin B12 giúp chúng ta có một hệ thần kinh khỏe mạnh. B6 giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chứa một lượng nhỏ niacin B3, một loại vitamin giúp cho da và mắt khỏe mạnh. Đặc biệt, thịt bò Mỹ còn chứa những axit béo có lợi cho sức khỏe như omega 3, omega 6 có hàm lượng chất sắt cao, một thành phần mà các thiếu nữ hay phụ nữ ở độ tuổi sinh sản thường hay thiếu. Ngoài ra, nho tươi rất tốt cho sức khỏe. Tổng hàm lượng các khoáng chất và vitamin có chứa trong trái nho tươi cao hơn gấp 5 lần đến 7 lần so với táo tây, mận, xoài, cam và được coi là những viên vitamin tổng hợp tự nhiên tốt nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Do vậy, nho tươi là liều thuốc bổ cho những người mới ốm dậy, bà mẹ mang thai và sau khi sinh nở. Với sự kết hợp hai nguyên liệu này sẽ đem đến cho gia đình một món ăn thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay nhà hàng Lẩu Nướng Vì Nướng sẽ giới thiệu đến các bạn món bò mì nấu nho tươi. Để thực hiện được món bò mì nấu nho tươi, chúng ta cần các nguyên liệu như sau. Đó là thịt bò Mỹ. Món này thì sử dụng món phần bắp bò. Nấu sẽ ngon hơn, nó có độ giòn, độ thơm và độ ngọt. Tiếp đến là nguyên liệu chính thứ hai có thể thiếu là nho tươi. Nho tươi thì nên sử dụng quả nho màu đỏ tím. Lúc nấu lên nó có vị thanh chua và có màu sắc rất là đẹp. Ngoài hai nguyên liệu chính này thì chúng ta có các nguyên liệu phụ như là hành tây, cà rốt, cần tây, đường, muối tinh, tiêu, bột sốt nâu, rượu vang, bột mì và bơ. Tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách chế biến món bò mì nấu nho tươi này. Chúng ta tiến hành sơ chế. Bò thì nên cắt miếng con cơ kiểu hạt lựu lớn ấy, thì để lúc nấu sẽ có độ giòn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tẩm ướp bò. Mình cho 5g muối, 5g muối tinh, 2g tiêu xay, 3g đường, 3g bột nâu và 4g bột mì. Sau đó chúng ta trộn đều lên, trộn hòa quyện tất cả gia vị và thịt bò hòa quyện vào nhau. Sau khi chúng ta đã tẩm ướp bò xong, thì sẽ tiến hành sơ chế các nguyên liệu còn lại. Hành tây 10g,
5g cần tây. Sau khi tẩm ướp xong rồi, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết. Bây giờ tiến hành xào bò. Xào bò thì ở đặc biệt món bò này thì chúng ta nên sử dụng bơ, xào bò bằng bơ để tăng cái vị béo, vị thơm của bò. Chúng ta cho vào đây 5g bơ. Sau khi bơ tan chảy trong thì chúng ta cho cần tây và hành tây xào thơm. Sau khi hành và cần được vị thơm thì chúng ta cho bò vào xào. Sau khi phần bò được xào xanh, chúng ta cho 20g rượu vang đỏ vào. Và cuối cùng chúng ta cho 20g tomato ketchup. Vì món này là phải xào sẵn cho thịt bò và các gia vị quyện vào nhau. Sau khi chúng ta xào sẵn rồi thì phải cho vào nấu. Chúng ta nấu món này đặc biệt là sử dụng món bắp bò Mỹ, cho nên thời gian nó không chỉ cần khoảng 15 phút thôi, vì thịt nó rất là nhanh mềm. Trong lúc chúng ta chờ đợi cho thịt bò mềm thì mình sẽ tiến hành chế sơ chế nhỏ. Nho thì chúng ta bổ đôi, nếu như nho có hạt thì mình tách cái phần hạt ra, tách bỏ phần hạt ra. Sau khi bò đã chín mềm thì chúng ta cho phần nho tươi vào. Lưu ý là chúng ta chỉ cho một nửa thổ nhỏ, còn một nửa thổ còn lại là mình cho sau cái thực phẩm. Sau khi bò đã chín mềm, cho nhỏ vào khoảng 2 phút. Sau thời gian chế biến và nấu thì chúng ta đã có sản phẩm của món bò Mỹ nấu nó tươi. Bây giờ là chúng ta cho ra đĩa và trình bày món ăn. Sau khoảng thời gian ngắn, tôi đã giới thiệu đến cho tất cả quý vị và các bạn món bò Mỹ nấu nho tươi.
Yêu cầu của món bò Mỹ nấu nho tươi này, màu sắc phải đẹp tự nhiên, lấy từ màu của quả nho tươi, có vị chua thanh từ nho và có vị ngọt mềm thơm từ thịt bò. Chúc quý vị và các bạn thực hiện thành công món bò này. Thịt bò Mỹ là nguồn cung cấp khoáng chất dồi dào, nhiều nhất là kẽm, sắt và magie. Sắt là loại khoáng chất thiết yếu cho máu, giúp chúng ta bổ sung lượng máu cho cơ thể, phòng tránh thiếu máu. Một người bình thường cần đến 15 gram kẽm mỗi ngày và thịt bò Mỹ là thứ cung cấp hàm lượng kẽm tốt nhất cho cơ thể. Giúp xây dựng cơ bắp, tăng cường hệ thống miễn dịch và thúc đẩy bộ não khỏe mạnh. Lượng magie trong thịt bò Mỹ còn có công dụng giảm nguy cơ tăng áp lực động mạch, phòng tránh nhồi máu cơ tim. Hàm lượng cholesterol trong thịt bò Mỹ rất thấp, không gây hại gì cho cơ thể. Trong thịt bò Mỹ có chứa nhiều chất đạm không béo, rất tốt cho những người muốn giảm cân nhưng vẫn cho cơ thể đầy đủ chất dinh dưỡng. Lượng chất béo nhỏ có trong thịt bò Mỹ rất giàu linoleic và palmitoleic, hai loại axit đặc biệt giúp con người chống lại căn bệnh ung thư và các loại virus mầm bệnh. Để chế biến món bò Mỹ nấu nho tươi này, chúng ta cần lưu ý hai vấn đề sau. Trước hết đó là phải lựa chọn nguyên vật liệu, thịt bò phải tươi, ngon, có màu đỏ hồng. Sau đó là nho tươi phải quả đều, tươi không bị dập nát. Lưu ý thứ hai đó là khi xào bò chúng ta nên xào vừa sắn tới và nấu một và trong quá trình nấu thì nấu độ lửa vừa phải, không quá lửa để cho thịt bò có độ giòn, có vị thơm ngon ngọt, ngọt từ bò và chua thanh từ nho. Một số tác dụng của nho tươi đối với sức khỏe: phòng chống cảm lạnh. Nho chứa hàm lượng cao chất xơ. Nước nho ép chứa hàng chục chất dinh dưỡng có tác dụng chống ung thư và bệnh tim. Loại trái cây này giúp tăng cường hệ miễn dịch, sử dụng nước ép nho giúp chúng ta thoát khỏi bệnh cảm lạnh. Cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường. Những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhờ nho mà giảm được 10% lượng đường trong máu. Hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Như một chất chống oxy hóa mạnh, nho hỗ trợ tế bào và các cơ quan trong việc loại bỏ axit uric và một số chất độc khác của cơ thể. Hỗ trợ phục hồi cơ bắp cho các vận động viên.